Xin chào quý vị và các bạn đã đến với Vlog bóng đá của chúng tôi. Sau đây là những tin tức chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thi đấu xuất sắc, tuyển trẻ Việt Nam chiến thắng ấn tượng trước đội bóng của Nhật Bản. Đội U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có trận đấu giao hữu gặp câu lạc bộ trường Trung học phổ thông Kaisanan của Nhật Bản. Đây là trận đấu đầu tiên trong chuyến tập huấn bao gồm 4 trận đấu giao hữu ở xứ sở mặt trời mọc nhằm giúp U17 Việt Nam hướng tới giải U17 châu Á 2023. Với hàng công giàu sức mạnh, U17 Việt Nam thi đấu áp đảo trước đội bóng của Nhật Bản. Kết quả, các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã giành chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 3-1. Lê Huỳnh Triệu là cầu thủ nổi bật nhất trận với một cú đúp, trong khi bàn còn lại được ghi bởi tiền đạo Hoàng Công Hậu. Lê Huỳnh Triệu là chân sút trẻ trưởng thành từ Lò Đồng Tháp, sở trường đá tiền đạo lùi. Chân sút này từng thể hiện tài năng khi khoác áo U16 Việt Nam và đây hứa hẹn sẽ là chân sút chủ lực của U17 tại giải châu Á sắp tới. Trong khi đó, Hoàng Công Hậu hứa hẹn cũng là một vũ khí lợi hại trong tay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Sau chiến thắng đầu tiên trước câu lạc bộ trường Trung học phổ thông Kaisanan, U17 Việt Nam sẽ có thêm 3 trận đấu giao hữu nữa ở Nhật Bản vào các ngày 28 tháng 5, 31 tháng 5 và 2 tháng 6. Trước đó, U17 Việt Nam cũng có đợt tập huấn tại Qatar với dấu ấn chính là trận thắng đội chủ nhà với tỷ số 2-0 sau các pha lập công của Huỳnh Triệu và Công Phương. Những trận đấu giao hữu tại Qatar và Nhật Bản sẽ là bước chuẩn bị rất quan trọng để U17 Việt Nam hướng tới giải châu Á khởi tranh vào tháng 7 tới. Đấu trường mà U17 Việt Nam phải nằm ở bảng đấu khá khó khăn cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Theo đánh giá của giới chuyên môn, lứa U17 hiện tại có thể hình rất ấn tượng với 15 cầu thủ cao trên 1m75, chỉ 3 cầu thủ cao dưới 1m69. Theo huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, ngoài thể hình tốt thì các cầu thủ cũng đang tiến bộ từng ngày về mặt chuyên môn và đây chính là cơ sở để toàn đội có thể giành được những kết quả tốt khi tham dự đấu trường châu lục. U20 nữ Việt Nam sẵn sàng cho bảng đấu khó ở vòng loại U20 châu Á. U20 nữ Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ 2 giải U20 nữ châu Á 2024 diễn ra tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Dẫn đầu bảng F vòng loại thứ nhất giải U20 nữ châu Á 2024, U20 nữ Việt Nam xuất sắc giành quyền vào vòng loại thứ 2. Theo kết quả bốc thăm, Bảo Trâm cùng đồng đội thi đấu ở bảng A cùng với các đối thủ là Australia, Iran và Liban. Trong tháng 5, U20 nữ Việt Nam có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Thầy trò huấn luyện viên Akira đã có 3 trận đấu với các đối thủ là Học viện Seiza, Học viện GFA Fukushima và Trường Trung học Tokyo với kết quả lần lượt là 2 trận cùng thua 0-3 và 1 trận thắng đậm 8-1. Đây là trải nghiệm quý giá giúp các cầu thủ trẻ có sự tiến bộ lớn về mặt chuyên môn. Nói về quá trình chuẩn bị và hướng tới vòng loại thứ 2 giải U20 châu Á 2024, huấn luyện viên Akira chia sẻ như sau. Hai trận đấu đầu tiên, đối thủ của chúng tôi là các đội bóng có sự phối hợp rất tốt. Trong đó, Học viện GFA Fukushima là đội bóng có trình độ cao về mặt kỹ thuật, tốc độ và sức mạnh. Đó là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ rèn luyện khả năng phòng ngự. Các đối thủ tại bảng đấu lần này đều là những đối thủ mạnh. Đến hiện tại, U20 Australia là mạnh nhất, nhưng U20 nữ Iran và U20 nữ Liban trong những năm gần đây cũng rất mạnh. Đây sẽ là vòng loại đầy khó khăn. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc giai đoạn tập huấn tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, U20 nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Phú Thọ để tập luyện và làm quen với sân thi đấu từ ngày 28 tháng 5. Liên quan đến lịch các đội khách, đội U20 nữ Australia sẽ là đội khách đầu tiên có mặt tại Việt Nam vào ngày 27 tháng 5 với đợt tập huấn ngắn ngày tại Trung tâm VFF trước khi di chuyển đến Việt Trì Phú Thọ vào ngày 1 tháng 6 để dự giải. Các thành viên của tổ trọng tài giám sát trận đấu, hai đội khách nữ U20 Iran và U20 nữ Liban sẽ lần lượt đến Việt Nam từ ngày 31 tháng 5. Đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2024 mạnh tới cỡ nào? U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Singapore, U23 Yemen và U23 đảo Guam ở vòng loại U23 châu Á 2024. Lễ bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2024 đã diễn ra vào lúc 14 giờ hôm nay, 25 tháng 5. Cụ thể lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đối thủ là U23 Singapore, U23 Yemen và U23 đảo Guam. Đây là bảng đấu được đánh giá là dễ thở với U23 Việt Nam. Trong khi U23 Singapore và U23 đảo Guam chưa từng giành vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á, U23 Yemen có 2 lần tham dự và toàn thua 6 trận, đứng cuối bảng. U23 Singapore là đối thủ quen thuộc nhất đối với U23 Việt Nam. Tại SEA Games 32, thầy trò huấn luyện viên Philip Chuze từng thắng đối thủ này với tỷ số 3-1 với thế trận áp đảo. Bóng đá trẻ Singapore chưa thể vực dậy dù liên tục được trẻ hóa và đã có thành quả lọt vào bán kết AFF Cup 2020. U23 Singapore có thể hình tương đối tốt nhưng không được đánh giá cao ở tư duy chiến thuật và kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, chiều cao của cầu thủ U23 Singapore sẽ mang đến mối đe dọa không nhỏ cho U23 Việt Nam ở các tình huống không chiến. Đây là bài toán mà khi đối đầu vào tháng 9 tới, ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ phải tính toán kỹ lưỡng. Nhìn chung, nếu thi đấu chặt chẽ, không mắc sai lầm cá nhân, các học trò của huấn luyện viên Chuze sẽ không ngán ngại bất cứ đối thủ nào đến từ đảo quốc sư tử. Đối thủ U23 Yemen tương đối xa lạ với U23 Việt Nam. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Việt Nam từng hạ Yemen với tỷ số 2-0 ở vòng bảng Asian Cup 2019. Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3 cho thấy đẳng cấp của Yemen. Đại diện Tây Á không thể so với những ngọn cờ đầu như UAE, Ả Rập Xê Út, Jordan, Qatar, Iraq, Iran mà Việt Nam từng đối đầu với cấp độ U23.
đà phát triển của bóng đá Yemen bị chặn lại trong thời gian qua bởi những lý do ngoài chuyên môn. Lần gần nhất U23 Yemen có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á là năm 2016, tức là cách đây đã 7 năm. Trở ngại của U23 Việt Nam ở trận đấu này là thông tin hạn chế về đối thủ, bởi bóng đá Yemen không thường xuyên có đại diện có mặt ở những giải đấu lớn. Đối thủ U23 đảo Guam có thể xem như là đội yếu nhất ở bảng đấu này. Mục tiêu của U23 Việt Nam khi gặp U23 đảo Guam không chỉ là thắng mà có thắng đậm để tạo lợi thế cạnh tranh về mặt hiệu số. Bên cạnh đẳng cấp vượt trội hơn so với đối thủ, U23 Việt Nam còn có ưu thế sân nhà. Lợi thế không phải di chuyển, quen với điều kiện thời tiết khí hậu, được khán giả nhà cổ vũ sẽ giúp thầy trò huấn luyện viên Tuzier có thêm sức mạnh. U23 Việt Nam đã có mặt ở 4 vòng chung kết U23 châu Á gần nhất: 2016, 2018, 2020 và 2022, và đã có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp ở vòng loại từ năm 2019 đến nay. Việc liên tục được cọ sát với những đội bóng hàng đầu châu Á sẽ giúp cho bóng đá trẻ Việt Nam tiến bộ. Nhiệm vụ của ông Tuzier là đảm bảo được đà tiến bộ này. Vòng loại giải U23 châu Á 2024 có tổng cộng 43 đội tham dự, thi đấu từ ngày 4 đến ngày 12 tháng 9 tới đây. Mỗi bảng sẽ được thi đấu tại một địa điểm tập trung theo thể thức vòng tròn một lượt, với 11 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong các bảng đủ điều kiện tham dự vòng chung kết U23 châu Á năm 2024 cùng đội chủ nhà Qatar. 11 đội làm chủ nhà vòng loại U23 châu Á bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Ả Rập Xê Út, Tajikistan và Uzbekistan. Vòng chung kết U23 châu Á 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 năm 2024. Đây cũng là giải đấu xác định 3 đội đứng đầu giành suất chính của AFC dự Olympic Paris từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2024. Đội thứ tư sẽ đá trận đấu playoff với đại diện khu vực châu Phi, tranh suất vẻ vất. Truyền thông Thái Lan chỉ trích Indonesia vì không phạt cầu thủ sau SEA Games 32. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia mới đây đã tuyên bố sẽ không phạt các cầu thủ U22 nước này sau vụ ẩu đả ở trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32. Ông Eric Thohir cho biết, tôi đã thấy án phạt của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, nhưng đó là vấn đề của họ. Chúng tôi, Indonesia, sẽ không trừng phạt bất cứ điều gì. Chúng tôi không cần phải can thiệp, bởi đây là bài học mà các cầu thủ bóng đá đã nhận được và hoàn thiện chính mình. Chúng tôi vẫn có mối quan hệ tốt với các đội ở Đông Nam Á, cho dù đó là Thái Lan hay Việt Nam. Thông báo này khiến nhiều người hâm mộ Thái Lan cảm thấy không phục. Theo đó, mới đây, tờ Thairat đã có bài viết chỉ trích hành động này của Liên đoàn bóng đá Indonesia. Tờ này đăng tải bài viết liên quan tới tiêu đề "Không hiểu tâm trí họ nghĩ gì, trận đấu ô nhục của Indonesia tại SEA Games 32". Phía bên dưới, Thairat cho biết rất nhiều cổ động viên Indonesia đều hy vọng quốc gia sẽ trừng phạt một số người chơi có hành vi xấu, nhưng Indonesia lại không làm như vậy. Về phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan, công bố án phạt cấm 3 nhân viên can thiệp vào voi chiến trong một năm, đồng thời cấm 2 cầu thủ can thiệp vào đội tuyển quốc gia Thái Lan thêm 6 tháng. Thairat nói thêm về án phạt của các cầu thủ Thái Lan. Vụ ẩu đả tại SEA Games 32 không chỉ làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Thái Lan, Indonesia mà còn cả Đông Nam Á nói chung. Sau khi sự việc này xảy ra, truyền thông thế giới cũng đã đưa tin hàng loạt với nhiều bình luận tiêu cực. Phía Indonesia kiên quyết không phạt các cầu thủ là bởi ngay sau khi vụ ẩu đả kết thúc, họ đều cho rằng ban huấn luyện và cầu thủ U22 Thái Lan là những người khơi mào trước. Ngay sau khi trở về nước, các cầu thủ xứ sở vạn đảo cũng được tổ chức tiệc ăn mừng và diễu hành hoành tráng. Đây là tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên ở môn bóng đá nam mà Indonesia có được sau 32 năm chờ đợi. Các thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin vlog bóng đá của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!